Rồi, chị ăn gì chơi? Ăn gì? Ăn mì tôm mà. Nói vậy đó. Ăn cái gì? Ăn mì tôm mà, ngon không? Ngon không con? Ngon quá hả? Ai ai đây? Con chó. Không phải đây nè, ai đây? Con chó. Đấy, ai ai đó chó, chó đâu chổng à? Đây nè, đây, chay. Đây nè. Chay. Chay ai đây? Ai? Đúng rồi. Ngoại luôn á hả? Ông ngoại nữa hả? Nè nè mầm 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 mầm. Hồi nãy ướt đồ đâu? Ướt đồ đâu? Ướt đồ đâu? Mami. Này. Này sao? Này hát kêu cùng má mì ghê. Má mì ghê dạ kêu mẹ con. Và bữa nay cái mũi bị con gì bị con gì cắn nào giờ nhìn nhìn ngang cái mũi y như mũi sữa. Kêu mũi sữa đâu cô chú. Bị con gì cắn nó đỏ đỏ ngay chỗ sống. Hấp vô, hấp mạnh vô, hấp bự vô. Hả mẹ hấp bự vô. Đó đúng rồi. Ngon con. Nó mẹ nghe càng ngon không? Nó mẹ nghe. Hồi nãy chơi bữa nay là chơi ăn được quá trời sô cô la luôn phải không? Nó tự do mà. Nó là tự do ăn quá trời sô cô la chuẩn bị về mà. Về là mẹ cấm nha, không có cho ăn đồ ngọt nữa nha. Về xứ kẹo không cho ăn kẹo nha hả? Thôi đúng rồi, thôi rồi. Nóng quá. Nóng quá hả? Trời tí thương. Mà con đang ăn gì á? Thổi cũng thổi ngoài. Con đang ăn gì á? Ăn mì tôm. Con nói này mì tôm. Về bển mẹ cho ăn mì mì Hàn Quốc. Mì đổ rồi. À, đổ rồi, đổ rồi, ngoại khỏi đổ rồi tiệt thật chứ. Bực mình ngoại quá. Tao có mũi nó nghe nè. Kêu ngoại nó nói ngoại lao mũi, ngoại lao lưng mắt luôn. Phải cầm nguyên cái khăn luôn hả con? Chơi về về Mỹ cô chú có buồn không ta? Cô chú có ai buồn không ta? Có vậy hả? Buồn nhất chắc cô Thảo rồi. Buồn nhất cô Thảo á. Cô Thảo về cô Thảo khóc tội cô Thảo quá. Cũng có rất là nhiều cô chú chưa có được gặp chay. Mấy cô cũng rất là tiếc. Mấy cô và mấy bà cũng rất là tiếc là không có được, chưa được gặp chay nữa. Mà bây giờ đất nước Việt Nam rộng lớn quá, mỗi người ở một nơi, nên là nếu mong bà cô chú còn tiếp tục yêu thương chay thì lúc nào cũng theo dõi video chay, theo dõi chay lớn lên từng ngày nha ông bà. Giờ tới bà ngoại mà còn không có thể ở gần chay. Ô cái này ai lấy cho con á? Không. Hả? Cậu Bảo hả? Cậu Bảo hả? Ồ. Bỏ vô vali cho con đem gì bảnh con chơi hả? Chơi. Chơi ơi. Chơi dòng đi ương khuya lắm nha. Nay là như người lớn ăn khuya rồi nha. Cho nó ăn khuya cũng được. Để mai mốt em gì bảnh. Tới giờ đó là nó ăn về sáng. Chơi với mẹ là về chắc cũng mất mất nhất cả từng lễ. Hai ngày sau nữa là hả, ăn bữa này là thành bữa trưa của bảnh, bữa trưa của nó nên thôi cũng được. Ngoài giờ nuôi tính nuôi tới Mỹ luôn mà. Mỹ luôn, tính tới lịch tới Mỹ luôn. Thương quá ông bà ơi, thương em quá, em về mà ngoại nhớ gì lắm luôn á. Ngoại nhớ gì lắm. Về ngoại đãi cao lương bị gì à, ngoại đãi mì tôm với nước tương với trứng với mì tôm. Mấy đứa nít ăn ăn vậy đó. Rồi về Mỹ thì ăn mắc and cheese cereal. Chuối bình nana nghe nó mỏ này. Rồi cô chú chay dọn quét nhà bà ngoại trước khi về nè, con người ta ở mấy tháng trời. Trước khi về á, đi xoay ra sao? Trời ơi, có chuyên nghiệp chưa? Trước khi về phải dọn nhà ngoại trước khi về. Đúng rồi, mình cũng gán, mình phải vậy chứ. Ở với bà ngoại ngày nào em cũng giúp việc cho bà ngoại. Ê, đừng vô nè, hai, mày đặt à. Xong xạo cái vô trong giọt nước đi. Đó, giữ chưa? Cha, cái tướng này giữ à. Cô chú có ai muốn nhờ mời người phụ giúp việc không? Có đây.
thấy chưa? 26 tháng. 26 cái bánh ít. Mẹ là nồi bánh chưng, còn chay là nồi bánh ít. Ừ trời. Hay ta, mẹ 26 tuổi chay 26 tháng. Trời ơi, đúng luôn rồi đó. Rồi coi nè, cô gái 26 tháng tuổi nè. Quá dữ luôn. Rồi. Bị dướng. Kinh lên, đúng rồi. Quá luôn rồi, quét luôn. Ngoài 6 thấy chay giỏi chưa, quét một tay luôn mà. Không biết cực khổ. Không biết cực khổ là gì mà. Giỏi chưa? Đẩy ra, đúng rồi, đẩy ra, đúng rồi con, đúng rồi. Trời, ghê chưa? Thôi đừng quậy đi, lao cái khúc đó đi. Đúng rồi. Vô trong phòng kia lao luôn. Chay, dắt vô trong phòng kia lao luôn. Lao phòng kia đang dơ trống kìa. Rồi nè. Quá dữ luôn. Đúng rồi. Lao đây. Đúng rồi, ngồi xuống lao dưới luôn. Wow. Xong chưa? Sạch chưa? Không, nó thích lao ngoài đó. Mình đi là mình phải trả lại sự bình. Đó, người ta là sức mạnh mà ta chỉ cầm cái đồ lao trong vòng một nút nhạc, một cái bàn tay thôi. Đó là bàn tay sắt đá mà. Trời, lụm luôn rồi, có thấy chưa? Có tóc, có đồ là người ta ngồi xuống, người ta lụm lên liền, thấy không? Chuyên nghiệp mà. Quét một chỗ một thôi. Quá dữ luôn, trời ơi, sạch bóng luôn rồi. Trời ơi. Quay mặt nhìn mẹ coi, cô gái siêng năng. Thôi rồi, lùi vô kia, lùi vô. Đúng rồi, trời. Chịu không nổi với bà luôn. Ngồi xuống. Tự nhiên nổi hứng vậy ta. Tính làm việc cho mệt, tối nay lên máy bay ngủ phải không? Ừ, làm cho bạch bạch, tối lên máy bay ngủ ngon. Trời ơi. Cô chú thấy chưa? Đẻ con gái vậy là được nhờ là đất đó, thấy chưa? Rồi khỏe, mong mốt khỏe là tiếp tục sự nghiệp làm biến là cũng tiếp tục làm biến thôi. Không cần lan trách. Có rồi, thôi vô mánh rồi. Con là vô, mẹ thấy là con vô mánh không mẹ? Con là chỉ có việc đi làm thôi chứ còn nhà cửa có người lo. Rồi khỏe, giờ mong mốt nấu ăn luôn. Trời ơi. Năm luôn. Oh my god. Chữ y như chùi xuồng vậy đó ơi. Tay này mỏi đổi tay kia. Nó mặc bộ đồ không thấy cũng giống luôn. Mặt này chịu không nổi với ba. Trời ơi, nằm xuống quay lao dưới kẹt kìa, phải nằm xuống. Đúng rồi, nằm sải lai xuống. Tự động nó làm chứ không hề sai nữa. Bởi vì mình phải biết cái nào dơ, cái nào sạch, mình tự động làm chứ mình không đợi ai nhắc nhở. Với tướng à. Mẹ là mẹ cà khịa chay dữ lắm luôn mẹ. À, mẹ ăn gì đó? Hồi đó mẹ với Út còn nói chuyện đó là mẹ Út chờ có người nhờ rồi đó. Ngồi im đó cho có đứa nấu ăn. Ồ, đi ra chỗ khác đi con lao. Ừ. Con đuổi luôn. Lao tới mà. Xích ra đợi đi để con ta lao quét. Mẹ dốc là đó ngồi bàn rồi. Út lớn lên là chay nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Mẹ dốc chỉ có gì ngồi đó bài thôi. Mẹ râu. Mẹ quay cái clip này mẹ gửi qua cho Út con nghe chay. Quá khỏe rồi. Trên đời trời đất. Ê thôi đừng bước xuống nữa. Bước xuống hồi là lao tới cái tầng trệt dưới luôn đó. Trời đất ơi con. Thôi được rồi đó. Quá sạch rồi, nhà vừa quá sạch rồi. Chay mà bước xuống lao tới tầng trệt là ná thở đó nghe chay.
Thôi bước lên đi, bước lên đi. Bước. Cái gì? Đó, tao cho. Cô chú cũng đang thoát tiền chạy giúp đây. Đây, mẹ ở đây mẹ giúp. Thank you, vô quéo cầm, hả chưa? Có người ta nhờ, còn thank you nữa mà. Quá rồi, thôi, giỏi quá rồi. Giỏi quá, bó tay thôi, giờ mày vô mày ngủ nha. Giờ mày vô mày ngủ giấc nha. Trời ơi, thôi. Người phụ nữ 26 nào bệnh đó. Quá giỏi. Giỏi hơn người phụ nữ 26 nào bệnh chân. Mới 26 nào bệnh đất mà giỏi cỡ vậy, tới 26 bệnh chân còn giỏi cỡ nào nữa. Cầm cầm cái cây như thánh giống vậy đó. Ừ. Đừng có quất cái cây vô mặt mẹ nha. Làm gì vậy? Cắm cục trụ hả? Làm gì vậy? Xích hả? Xích hả? À, ý là nó dựng cái cây lên á. Nó kêu cây xích á, dựng lên á. Trời ơi, mạnh quá trời. Tướng mấy chút ép mà mạnh, dễ sao mạnh. Mạnh y như dũng sĩ diệt ruồi vậy đó. Thôi giờ phá đó, giờ là phá đó. Cái gì nữa? À, lao ra chỗ đó chỉ còn dê. Ừ, đứng bình hán luôn, đứng bình hán này. Mẹ ơi. Gì ba? Em dậy nè. Để cho nó ngủ coi coi. Mệt chưa? Mệt. Mệt. Để nó đi. Mệt chưa? Mệt. Mệt chưa? Mệt. Mệt thôi ngồi nghỉ ngơi đi. Mệt thì ngồi nghỉ ngơi đi chị Hai ơi. Mệt chưa? Mệt chưa? Chay. Thôi được không? Nào tiếp. Trời ơi thiệt. Công nhận bà ngoại bà có đứa cháu đáng làm tiền mất gạo. Đi ở thì bài mà đi thì dọn. Vậy thì ai mà không muốn đón tiếp tới nhà. Tới nhà ta ai cũng là chào đón nồng nhiệt chứ không ai mà đuổi về. Ủa mệt à hả? Mệt không? Dạ. Mệt, ừ mệt đi. Gì nữa? À, mệt lấy đàn đàn à. Em cầm cái đàn em hát. Em cầm cái đàn em hát. Hát cho mày về với em. Hát cho mày về với ABC. ABC, ABC, ABC. Hát đi. H-I cho bảy. Trời đất ơi mệt. Mệt quá, mỏi tay quá. Giờ đàn bằng chân luôn rồi hả? Thôi. Kem không? Thôi, cái đoàn là chả giò. Thôi đi. À, trời, anh đội. Rồi anh đeo cổ nha. Đưa đây mày đeo cổ cho. Thôi chê, giờ đi ngủ đi, đi ngủ đi, lên đường chê ơi. Chê. Đi ngủ đi lấy sức con ơi. Lấy chai nước mẹ uống miếng ơi. Lấy chai nước mẹ uống. À, cái đó để nó đóng tụ lại không được. Con ta phải sửa lại. À, giỏi. Lấy chai nước mẹ uống miếng không? Ừ, lấy nước mẹ uống miếng. Chai nước màu đen đen này nè. Đó, chai nước đó, kìa chay. Chai nước kìa con. Kìa, chai nước kìa. Kìa, chai nước đằng sau lưng con kìa, chai nước kìa. Đó, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đó, chai nước đó. Ê, nè, chai nước đó kìa. Đó, lấy cho mẹ chai nước đó đi. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, nặng quá. Con người ta mới làm mệt nhọc mà còn bắt lấy chai nước bự cho bá nữa. Ngoại lo hết cái nhà đó ngoại. Con nha. Rồi giờ đi lên lấy cho mẹ chay xăm uống ngoại. Trời đất ơi. Mẹ cảm ơn chay nha. Cảm ơn chay. Mà hồi nãy giờ chay làm mệt không? Mệt không? Dạ. Mệt.
Chai nước sâm này là của cô ở Tiền Giang nè, nấu lên nè. Uống nước này hả? Ai uống nước này? Con hai cha con uống hay mẹ uống? Thôi thôi đừng có phá, đừng. Rồi bây giờ con bỏ lại vô cho mẹ đi, đây nè. Bỏ vô tủ lại cho mẹ. Quay nha, quay về coi lại clip để mai mốt nhớ bà ngoại lấy clip mà coi nha. Bỏ vô đi, cất vô lại đi. Cất vô lại cho mẹ đi con. Bỏ chai sữa xuống. Ok. Ok gì? Bỏ chai sữa xuống. Bỏ chai sữa. Đau quá. Đau quá hả? Bỏ chai sữa xuống rồi, thấy chưa, đổ sữa. Mẹ kêu bỏ chai sữa xuống, con không chịu. Đúng rồi, bỏ sữa xuống đây. Bây giờ. Ê, bậy. Không uống được, không có đứa uống, không uống.